Em chào thầy, cô và các bạn. Em tên là Nguyễn Hữu Quân. Năm nay em 9 tuổi, em học ở trường tiểu học Lưu Hoàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu bài lập trình của em. Bài lập trình của em có tên là Trò chơi mê cung. Bài lập trình của em gồm 8 nhân vật. Một nhân vật chú mèo, hai nhân vật chú chuột, hai nhân vật chó, một nhân vật mũi tên, một nhân vật chị cái cờ màu xanh lá cây, một nhân vật sếp ạ. Vào thì em sẽ được đến một cái mê cung. Em có hai nhân mê cung đầu tiên, em có hai nhân vật chú chuột. Khi ăn nó sẽ kêu ra tiếng ăn. Khi em đi đến mê cung thứ hai thì em sẽ được đến khi em đi đến mũi tên thì em sẽ được đến mê cung thứ hai. Ở mê cung thứ hai thì em có hai chú chuột, hai chú chó và một tia sét. Khi đi vào tia sét thì em sẽ được dịch chuyển sang bên. Ở đây thì em phải chui vào các ô để tránh chú chó. Và khi chạm vào chú chó thì chú khi chạm vào chú chó thì chú thì màn hình sẽ hiện lên game màn hình game over là mình bị thua ạ. Và khi mình thắng hết tất cả các trò thì mình sẽ hiện lên màn chiến thắng ạ. À, Quân thầy đã biết được là các cái hình ảnh và âm thanh ở trong dự án này của con thì con lấy từ đâu được không? Các cái mê cung với cả các cái mê cung thì em tự làm, còn hình nền thì em lấy ở trong thư viện. À rồi. À, con có thể giải thích một cái chức năng lập trình nổi bật nhất mà con thích được không? Một cái tính năng nào mà con lập trình tự lập trình sáng tạo ấy? Là chức năng khi chạm vào tia sét thì em sẽ dịch chuyển sang À, nó sẽ đi nhanh sang hơn sang bên kia đúng không? vâng À rồi. À, trong quá trình phát triển cái dự án này thì Hữu Quân có gặp khó khăn gì không con? em thấy em không cho các nhân vật này Ẩn đi đúng không? Khi ẩn à khi hiện màn hình over, game over với cả màn hình game win. à đến thời điểm hiện tại thì con đã xử lý được rồi đúng không? Vâng. Ừ. Nếu như mà có thêm thời gian thì Hữu Quân có muốn phát triển thêm tính năng nào nữa cho dự án của mình không? Em sẽ cho con mèo ăn bánh sinh nhật để thu nhỏ lại. Rồi, cảm ơn con. Rồi, Quân có thể kết thúc phần thuyết trình của mình. Em cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của em. Rồi, chúng ta vừa lắng nghe bạn Hữu Quân chia sẻ về dự án của mình. À, sau đây thì Thảo mời các bạn chúng ta chia sẻ về dự án của bạn. Rồi, thầy mời bạn Đức Đam nào. Đức Đam chia sẻ về dự án của bạn nào. Con đang tắt mic. Thấy là nên để chữ win nó mỏng hơn một tí ạ.
À, rồi, cảm ơn ý kiến của bạn Đức Nam. Thế mời bạn Đức Quân nào. Con thấy Phương Anh chuẩn bị máy bài của bạn, con thấy bài của bạn Hiếu Quân rất là tốt, nó rồi, rất cảm là ơn. tốt và không phải chỉnh sửa gì nữa, cháu thấy là rất là tốt rồi. Rồi, thế mời bạn Minh Khoa nào. Dạ con nghĩ là cái mê cung của bạn nên làm cái màu khác cho nó đẹp hơn. Trang trí thêm cái màu khác. Rồi. Chúng ta vừa được lắng nghe bạn Hữu Quân chia sẻ về cái dự án game bên cung của mình thì Théo có chia sẻ như sau. Thứ nhất thì về phần thuyết trình thì Théo thấy là các bước thuyết trình của Quân khá là tốt. Về cơ bản thì là đầy đủ rồi. Về cái kỹ năng thuyết trình thì Théo thấy trong buổi thuyết trình ngày hôm nay thì Hữu Quân thực hiện khá là tốt. Còn mạnh dạn tự tin hơn cái buổi thuyết trình thứ nhất lần trước rất là nhiều. Thầy khen bạn Hữu Quân trong buổi học ngày hôm nay về phần kỹ năng thuyết trình nha. Thứ hai về đánh giá dự án thì về phần đồ họa thì Théo thấy là con đã thiết kế thứ nhất là cái hình ảnh mê cung, các cái đường đi của mê cung rất là sắc nét, thẳng, đẹp, đó rất là tốt, trau chuốt, cái hình ảnh mê cung khá là đẹp. Lựa chọn của nhân vật ở đây cũng khá là phù hợp với nội dung của dự án. Về phần đồ họa thì Théo thấy là ổn. Về cái trải nghiệm sử dụng sản phẩm thì Théo thấy là con đã tạo ra được một cái game mê cung gồm có hai level đúng không? Hết level 1 thì chuyển sang level 2 và trên đường đi ở đây về cơ bản của con là có các cái nhân vật thức ăn và một số những nhân vật vật cản. Đó thì Theo thấy là cái trải nghiệm sử dụng sản phẩm thì Theo thấy là ổn. Về cái kỹ thuật lập trình thì Theo thấy là con lập trình tốt các chức năng. Thứ nhất là điều khiển nhân vật chú mèo di chuyển này. Điều khiển là lập trình làm sao mà ăn được các nhân vật thức ăn hoặc va chạm vào các nhân vật vật cản thì Theo thấy là các chức năng này con lập trình khá là tốt. Về phần tiếp theo về cái sự sáng tạo thì Théo thấy là con sáng tạo được đường đi của mê cung mới này, thêm được các nhân vật mới này, lập trình được cho cái nhân vật vật cản có cái chiều cản đi cũng khá là khác và cũng khá là ổn. Rồi thì về cơ bản thì Théo thấy là con đã làm được một dự án ở đây là đạt yêu cầu và tốt, có nhiều sự sáng tạo.